quý vị và bạn thân mến, bây giờ thì mấy anh mình đang kéo cái chỉ vô này. Hôm nay thì làm tới khâu mà vô chỉ rồi. Đấy, cái miếng chỉ này là 8 phân ha, 8 phân cái mặt nó 4 tấc á. Đó, 3 4 tấc gì đấy. Bây giờ đẩy tay lên nè. À, vô công đà với lại miếng be rồi này. Đấy, còn giờ vô cái chỉ ở trên. Vô chỉ trên xong rồi còn trống nhiều vô be tiếp. Trời ơi. Tới luôn. Quá dữ rồi. Lên dốc. Trời ơi, vậy mà lên nổi luôn chứ. Rồi, lên vàng. À, bữa nay là vô cái chỉ này. Cái này miếng be sát với miếng chỉ này. Phải vô chỉ trước hả không sao? Vô chỉ trước mới vô miếng be phải không? Dạ. Be này uống sẵn rồi nè. Cái chiều cong cong ít hơn cái miếng chỉ. Miếng chỉ này anh em mình uống cong chiều cong nhiều hơn này. Nãy khiêng tay mà khiêng lên tới đây nè. Đấy, chiếc cẩu này hết bình để mình đi sạc cho nên nó lên tay rồi tới đây rồi. Chút xíu nó có cẩu lên chắc khỏe hơn. Đây, sẵn xiềng trong đầu này. Giờ chạy xe cẩu rồi, kéo tay luôn. Kéo tay luôn hả anh Phong? Ừ, kéo tay chính giữa cân kéo luôn hả? Ôi, rung cái vàng nó ghê quá. Lấy cái trời rút luôn rồi. Đó, thẳng dây rồi. Rồi, xuống bên này cái vàng nó rung bạn thấy không? Này cái vàng nó cao lên nè. Nó cao chất lên vậy nè. Kẹt tay. Trời đất ơi. Kẹt 5 ngón tay vô luôn rồi. Cái cây này nè, bắn nè. Wow, nguy hiểm quá, nãy để cái xe cẩu lên nó phẻ treo lên. Nè xuống anh đây. Chưa. Cho đầu này lên trước. Đó, rồi, trời đất ơi. Thôi cho đầu này lên trước đi. Chưa. Rồi. Leo lên nữa. À, bạn thấy cái vàng à, thấy ghê không? Đó, à, giờ thợ leo lên 3-4 người luôn rồi, chút cái cây nữa. Trời ơi. Để cái miếng chỉ lên cái vàng. Tới phía trước mũi mấy anh mình đang cạo cái chỉ vô nè. Rồi sẵn phan lỗ rồi. Treo cái chỉ vô rồi về gần đúng như vị trí rồi đó. Cái đầu gần đúng vị trí, còn sau phải lên nữa. Cái vàng. Cái vàng nổi còn leo lên xuống rồi. Leo cao có leo có chừng rách quần luôn chứ phải chơi.
sắp ba lan lên. Chơi rồi, chơi rồi. Phan cái bù lon nữa mà cảo sáng vô nên gắn cái đầu cảo vô rồi nè. Bắn ở ngoài hả? Bắn ngoài chứ không phải bắn trong hả? Xả lên đưa trên ra. Cảo dưới xe, lấy cảo dưới xe kẹp lại. Anh đưa cái cảo ra đây mà tôi. Cái đầu nó sẽ dễ dễ dột, móc móc dưới móc lên. Nó móc vô cảnh công cái được nè. Móc cái đầu hơi xéo giật lên á. Được chưa? Rồi. Tại chưa vô thế. Đó, ôm ngon lành. Đừng đúng vị trí là khoan bắt nữa ha. Còn đầu sau rồi. Đầu sau thì chứ cũng khó ăn lắm. Đầu sau còn hở rồi. Đầu sau tại vì uống chưa đâu có đủ cái độ cong vô đâu. Giờ nó khoan cái mỏ be này. Khoan cái mỏ chỉ nè. Khoan ở dưới lỗ, ở trên lỗ, hai lỗ. Đó, đổ rồi. Chưa, chưa. Dạ, mấy rồi. Rồi, đổ rồi. Rồi, được hai lỗ đầu bỏ me. Bắt được hai con đầu rồi là khỏe. Rồi này bắt đầu trong phân ra. Cái này có ông cu ly này ngon nè hai. Cu ly này giỏi. Lấy đậu phê sát nhiếp luôn, lấy ghê hả? Đảo chưa? Rồi, đảo rồi. Mới cục ly chưa lên thó không? Cục ly chưa có cay nó không lành. Đấy. Vô xong cái phần mà cái mỏ của cây chỉ rồi nè. Giờ còn phần ở ngoài phía sau nữa. Đây, phía sau này mới căng này. Phía sau này mình coi cái độ hở của nó bao nhiêu. Mình thấy nó hở rất là nhiều nè. Ngay chỗ đó là nó sát ha. Rồi từ đây nó hở đi xuống nè. Đó xuống ngay chỗ miếng ghép nối dưới qua sau đây. Đấy. Rồi nó hở khoảng 2 tấc á. Một gang.
khoảng gang tay phải kéo vô. Đó, giờ thì mấy anh thợ mình đang làm cái thế cẩu vô nè. Đang nghiên cứu cái bù lông này. Bù lông này lát cẩu rút vô. Bây giờ khoảng tầm 10 giờ trưa các bạn. 10 giờ sáng rồi, cái mặt trời khỏi nói luôn. Bữa nay không. Yeah. Phải rồi, xuống tới đây vận chuyển xuống nó xa mà mắc hơn. Đấy. Bây giờ sẵn 10 giờ trưa nắng. Bữa nay có gió hiu hiu rồi, có gió rồi. Từ trưa tới chiều nắng nhưng mà có gió không đỡ. Rồi vô thế kéo. Đó, rút vô bạn thấy không? Vô ghê luôn á. Giờ còn vô cái mỏ. Cái mỏ chỉ chút xíu nữa anh mình tề cái mỏ chỉ nữa mới kéo vô sát luôn. Không ai á. Quá trời mặt cưa luôn. Nước đây. Rồi kéo cẩu vô cho sát vô luôn hả sao? Ừ. Đó. Có bóp cây then hay không? Đó cây đó chứ. Cây này hay cây này có cái then, cây này không có cái then đụng nó ra không rồi nó mấy không? Cây này có cây then này. Chứ này kia ra cái công ra chứ cái chỉ vô gì nổi. Vô gì nổi. Vô nổi. Cậu rúng cây luôn rồi giỡn. Vô bực luôn. Phải vô chứ. Vô. Đây vô gõ, đây vô gõ. Trên bạn thấy không? Đó nó sát bo xuống luôn này. Tới ngay đây, nãy mình tề sát rồi này, còn kéo vô khoảng chừng 5 phân nữa là nó bằng với cái mí cũ rồi. Đấy. Như vậy là hết được khoảng 95% rồi. Cái mỏ nó lại men hơn sao?